tôi là bác sĩ Trích Liên Kim Dự, đại diện ban tổ chức ngày hôm nay. Ban tổ chức là Hội Ung thư Việt Mỹ cũng như tất cả các anh chị em thiện nguyện viên trong chương trình Phạm Duy Một Mình Nhìn Lại. Trước tiên tôi xin được cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã đến đây để cùng nhau, cùng tất cả chúng ta cùng nhau cảm ơn nhạc sĩ Phạm Duy, nhạc sĩ với nhà lời ca. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn tất cả ban nhạc, ban hợp ca và tất cả các nghệ sĩ đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Trước tiên tôi xin được mời ca sĩ Lệ Thu. Trước khi bao giờ thì những người chúng tôi phải cái nhanh trẻ
ta được đặt cái mục đích mới là phải đi tới nhà trong đường. Thế nhưng mà tài năng thì đã rốt tập em rồi, nước mình thì lại nghèo, thế chăng chia đôi người như thế này đoạn thành suốt đời không bao giờ có cái việc tổ chức, không có cái thời gian nào để mà tổ chức những cái ban nhạc chẳng hạn nữa, người tổ chức người mở âm hay là gì, hay ngay cả bản thân mình cũng có thể rời đi không. Thế thì tôi bảo thôi thì bây giờ thì mình phải cứ sợ cả một chút thanh, sợ cả một làm sao để về sau này những cái người có lòng yêu đem hòa âm lên thì họ dễ dàng và biến chuyển tư nhạc đơn nghiệp của mình thành nhạc ba điệu. Nhưng những quý vị đã nghe vì mấy bài tôi cái ca rất tầm thường mà đã gieo các chị em đã làm cho thật hay, xin cảm ơn các chị rất nhiều. Bên cạnh những người đứng ra tổ chức đêm nay không phải là bởi vì là họ đứng ra làm việc cho tôi, nhưng mà thực ra tôi cũng chỉ như tất cả những người nhạc sĩ đã sống một thời đại vừa qua, nó sẽ hết thời, sắp ra đi rồi. Thành thử ra nghĩa là nếu mà không có những cái tổ chức như thế này thì cái thế hệ mới họ không biết. Có thể nói trong vòng 20 năm nay qua vừa qua đúng không, thì tôi đã cảm thấy cứ dần dần nó như được cái da dê co ra lửa này đúng không, co bởi vì không còn người đi theo, không còn người nghe. Người trẻ nghe nhạc Việt Nam nó boring thái này. Thế thì bây giờ thì chị nhìn thấy gần đây thì chị nhìn có cái ý thức đi kiếm đàn đàn chắc quốc đạo thì đi kiếm theo nhạc thì thành ra đi kiếm những loại nhạc mà trước đây là cái nguy hiểm và cái tài ba nó bị quay về những người nhạc sĩ nào có những tác phẩm rất hiếm lắm. Và tôi thì là cái gì khỏi nói, tôi là người nhạc cũng sợ. Gieo sức sống mới tương lai cho hòa bình.